Long An giáo viên Quỳnh Nguyễn Vũ xin chào anh chị các bạn. Đây, các bạn thấy ở dưới đó có một cái máy cắt và hai chiếc máy cài. Thì họ đang căn chỉnh gì cái máy cài đó. Rồi cái máy cắt thì chờ mấy cái máy cài đang đi một lượt là chuẩn bị đi cắt lúa ở cái đám khác. Tí xíu là nó sẽ lên cái dốc này. Nghe cái dốc này nè các bạn. Cái dốc đó thì xíu mình đứng mình chờ thì theo cái máy cắt chạy cho nên về kênh đi luôn với anh chị các bạn. Rồi chờ tí xíu đi mang đang sửa cái cài cảnh đồng quê rất là đẹp. Đây, ở đi cắt lúa ở miền Đông thì con máy cày chạy trước, máy cày chở máy kéo, máy cắt. Cắt lên mấy cài chở thì sao cho mấy cắt chạy mình lên dưới mấy cài cái gì đây. Máy cài chở máy cắt. Chạy trên bờ kinh.
Ở đâu? Giết chạy bỏ xa, theo thì theo được nhiều theo. Đây, tôi giải chậm một chút nông dân, bị kẹt, chạy lần trước được. À, hai ông bà thấy tình tứ quá nha. Sàn dữ. Rồi, để lấy xe chạy có qua mặt được nữa không? Tôi không phải tàu ngoài sao mà tăng ngoài dếu luôn. Rồi, dắt lúa. Ê, thay gì vậy? Trời ơi. Quay luôn. Thay gì trời? Không biết không giờ thích nè. Dạ theo thầy coi cái thay đi vô là sao trời. Còn mấy bà lúa nè, trả luôn trời cái lúa.